Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 105. Sau khi chết, đứng 3 ngày. Pháp sư Đàm Hư là tổ sư của Thiên Thai Tông thời cận đại. Ông có một quyển truyện ký tên là Cảnh Trần Hồi Ức Lục. Ông nói với chúng ta, chính mắt ông nhìn thấy người niệm Phật vãng sanh, biết trước giờ chết, không có bệnh mà ra đi. Có người đứng mà ra đi, có người ngồi mà ra đi. Ông xem thấy hơn 20 mấy người. Cái việc này đều là thật. Thầy của Pháp sư Đàm Hư là Lão Hòa Thượng Đế Nhàn. Lão Hòa Thượng Đế Nhàn có một đồ đệ là thợ vá nồi. Người thợ làm công việc này rất là khổ cực. Ông là bạn thời thở nhỏ của Hòa Thượng. Ông là bạn thời thuở nhỏ của Hòa Thượng Đế Nhàn. Về sau tìm gặp được Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, xem thấy ngài xuất gia cũng không tệ. Không phải lo ăn, không phải lo mặc, liền muốn theo ngài xuất gia. Lão Hòa Thượng nói, không được, ông hơn 40 tuổi rồi mới xuất gia, tuổi tác đã quá lớn rồi. Ông học kinh giáo thì ông lại không biết chữ. Ở trong chùa đều phải học 5 thời khóa công phu, sướng tụng ông cũng không biết, thì ông làm sao xuất gia được chứ? Thế nhưng người thợ vá nồi này tâm rất kiên định, nài nỉ không chịu đi. Đến sau cùng Hòa Thượng Đế Nhàn đã bị ông làm không còn biết cách nào, liền nói điều kiện với ông. Được rồi, nếu ông muốn xuất gia thì ông phải nghe theo lời tôi dặn bảo. Ông ấy nói không vấn đề gì. Như vậy Hòa Thượng mới cạo đầu cho ông ấy. Sau khi cạo đầu rồi, sợ đại chúng trong chùa xem thường ông ấy, bèn tìm một cái miếu nhỏ ở thôn quê, bảo ông ấy đến đó ở và tìm vài vị hộ pháp ở lân cận đó chăm sóc đời sống cho ông. Đời sống ông rất đơn giản, rất khó được. Có một lão thái bà phát tâm nấu cơm cho ông. Hòa Thượng Đế Nhàn chỉ dạy cho ông một câu Nam Mô A Di Đà Phật, bảo ông chỉ niệm một câu này. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp, không nghĩ tưởng đến bất cứ thứ gì. Chuyên niệm một câu này, ông ấy chân thật nghe lời. Chỉ ở trong cái miếu nhỏ này 3 năm không ra khỏi cửa, chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Niệm đến hơn 3 năm, ông chân thật có thành tựu. Ngày hôm đó ông đi vào thành thăm bạn bè thân thích. Đi thăm qua trên thực tế là đi từ biệt. Ông cũng không nói. Sau khi trở về, ông nói với lão bà nấu cơm rằng ngày mai bà không cần nấu cơm cho tôi. Trong lòng bà cụ nghĩ, hôm qua ông ấy đi thăm bạn bè, có thể là ngày mai bạn bè đã mời ông ấy ăn cơm. Đến buổi trưa ngày hôm sau, bà vẫn đến xem pháp sư có ăn cơm hay không. Kết quả khi bước vào trong miếu, xem thấy ông ấy đứng ở trong phòng, gọi ông ấy không trả lời. Đi đến trước mặt tỉ mỉ mà quan sát, mới biết ông ấy đã chết rồi. Bà cụ giật thót cả người, từ trước đến giờ chưa thấy người đã chết mà vẫn còn đứng. Ông ấy đứng mà ra đi. Bà vội vàng đi báo cho mấy người hộ pháp. Những người hộ pháp trông thấy cũng lấy làm kinh ngạc, vội vàng phái người đến chùa Quán Tông báo cho Hòa Thượng Đế Nhàn biết. Lúc đó lão Hòa Thượng làm tri khách ở chùa Quán Tông, nghe được tin tức này vội quay về. Vừa đi vừa về hết 3 ngày. Bạn xem,
Đồ đệ của ngài sau khi chết đứng đến 3 ngày. Xem thấy đồ đệ ra đi đẹp đến như vậy, tự tại đến như vậy, Hòa thượng Đế Nhàn rất hoan hỷ mà nói với ông ấy rằng: ông xem như không uổng phí việc xuất gia. Thành tựu của ông, những pháp sư giảng kinh nghiên giáo, phương trượng trụ trì của Tòng Lâm cũng không sánh được như ông. Việc này là chân thật. A Di Đà Phật.
lâu anh.